xin chào mừng quý vị và các bạn thân mến đã quay trở lại với kênh tin tức Sao Việt. Và ngay sau đây là tin tức: Đinh Tiến Đạt không biết gì chuyện Trấn Thành cầu hôn Harry Won. Trả lời với chúng tôi sáng ngày 12 tháng 7, Đinh Tiến Đạt nói anh không biết gì về chuyện Trấn Thành cầu hôn Harry Won vì ít khi lên mạng xem tin tức. Trước thông tin Trấn Thành bí mật tổ chức bữa tiệc cầu hôn Harry Won ở một khách sạn sang trọng thuộc quận nhất thành phố Hồ Chí Minh vào tối ngày 12 tháng 7, nhiều thông tin trái chiều được lan truyền trên mạng. Trong khi đông đảo fan bất ngờ và chúc mừng cho cặp đôi, thì một số người nhận xét có khả năng đây chỉ là bối cảnh thực hiện sản phẩm âm nhạc mới của cả hai. Báo chí đã liên hệ với Trấn Thành, Harry Won cùng người quản lý của cặp đôi ca sĩ này nhưng không nhận được hồi âm. Trong khi đó, chia sẻ ngắn gọn với báo chí, Đinh Tiến Đạt cho biết: "Tôi ít khi lên mạng xem tin tức nên không biết mấy chuyện này, mà cũng đừng hỏi tôi về mấy chuyện này, nhức đầu lắm." Fan của Harry Won Trấn Thành đã gửi lời chúc mừng đến hai thần tượng của mình. Nickname Cẩm Giang viết: "Ôi, cuối cùng chị Harry cũng được anh Trấn Thành cầu hôn rồi. Mình cảm thấy hai anh chị như sinh ra là để dành cho nhau vậy. Chúc hai anh chị trăm năm hạnh phúc." Tỏ ra thận trọng hơn trước tin đồn kết hôn của cặp đôi ngôi sao, nickname Chi Chi nhận xét: "Như ngôn tình, yêu nhau 7-8 năm không đi đến đâu, nhưng mới yêu nhau vài 3 tháng đã sắp kết hôn rồi. Mỗi tội cái kết có đẹp như trong chuyện hay không thì chờ xem đã." Trong khi đó, những đại diện anti-fan của Trấn Thành và Harry Won cho rằng đây chỉ là chiêu trò nhằm làm nóng cho sản phẩm mới. Nickname Julie Lugi: "À, thì ra chuẩn bị ra mắt MV mới. Harry Won sẽ chính thức ra mắt MV mới. Có thể cặp đôi sẽ chia sẻ nhiều hơn trong buổi họp báo." Xin cảm ơn tất cả các quý vị và các bạn đã đồng hành cùng tin tức Sao Việt trong thời gian qua. Chúng tôi mong rằng các quý vị và các bạn hãy tiếp tục ủng hộ cho tin tức Sao Việt để chúng tôi có thêm nhiều động lực cho ra mắt thật nhiều sản phẩm hay hơn để phục vụ cho quý vị và các bạn nhé. Một lần nữa, chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.